chiều ngày 15 tháng 1 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2018. Đến dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Đào tạo Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Du, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước. Về phía Vietinbank có ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lê Đức Thọ, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, cùng các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Vietinbank và cán bộ chủ chốt trong hệ thống. Năm 2017, hoạt động kinh doanh của Vietinbank có sự chuyển biến rõ rệt, các biện pháp kinh doanh đổi mới mang tính thực tiễn cao, thúc đẩy tăng trưởng quy mô mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank tăng trưởng cả về lượng và chất, cụ thể, tổng tài sản hợp nhất của Vietinbank ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,3%, hoàn thành 101% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, dư nợ tín dụng đạt 839.000 tỷ đồng, tăng 18%, tổng nguồn vốn ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 16%, hoàn thành 102% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 9.206 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt là 12% và 1%. Năm 2017, Vietinbank đã phát hành thành công ra công chúng 4.200 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp. Điều này một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế của Vietinbank trên thị trường, đồng thời thể hiện nỗ lực của Vietinbank trong việc nâng cao năng lực vốn. Cũng trong năm 2017, Vietinbank đã chuyển đổi thành công hệ thống core banking, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, nâng tầm vị thế, đáp ứng yêu cầu công nghệ cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Vietinbank cũng đã hoàn thành nâng cấp tiêu chuẩn quản lý chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Vietinbank 2017. Năm 2017, Vietinbank tiếp tục duy trì và cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm cũng như triển vọng phát triển theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, đồng thời tiếp tục được các tổ chức trong và ngoài nước tôn vinh các giải thưởng, danh hiệu danh giá. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thống đốc Lê Minh Hưng bày tỏ sự vui mừng trước những thành tích mà Vietinbank đã đạt được trong năm 2017. Thống đốc mong muốn toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống Vietinbank tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018, đóng góp tích cực vào thành tích chung của hệ thống ngân hàng và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tôi xin thay mặt cho Thường vụ Đảng ủy Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo cũng như là toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam xin cam kết với Thống đốc sẽ quán triệt toàn bộ những cái nội dung chỉ đạo của đồng chí Thống đốc tham dự hội nghị của Ngân hàng Công thương ngày hôm nay, cũng như là những ý kiến chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2018. Tại hội nghị, Vietinbank đã vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Đồng thời, nhiều tập thể cá nhân tại Vietinbank có thành tích xuất sắc đã vinh dự được tặng thưởng huân chương lao động của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.